Mourinho, Messi có thể dạy tôi về bóng đá. Huấn luyện viên Jose Mourinho nói rằng ông muốn dẫn dắt Lionel Messi một lần trong sự nghiệp, dù cho rằng siêu sao Argentina không cần ai huấn luyện. Trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Ôm, Mourinho được hỏi rằng ông muốn làm việc với cầu thủ nào nhất mà ông chưa có dịp đồng hành. Tôi chưa bao giờ dẫn dắt Messi, nhưng chẳng ai có thể huấn luyện cậu ấy, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha trả lời. Đừng nghĩ rằng có người huấn luyện được Messi. Vì cậu ấy có bản năng chơi bóng từ khi sinh ra và đã hiểu mọi thứ về bóng đá. Cậu ấy còn có thể dạy tôi vài thứ. Và nếu được dẫn đội có Messi, tôi chỉ có thể nói rằng tôi vinh hạnh khi có cậu trong đội hình. Không phải lần đầu Mourinho ca ngợi Messi như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Tây Ban Nha EFE năm 2019, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha nói rằng Messi giúp ông trở thành huấn luyện viên giỏi hơn bằng cách chuẩn bị chiến thuật đối phó với riêng tiền đạo này. Mourinho còn coi Messi là vị thánh của bóng đá. Trước đó 7 năm, ông cho rằng cuộc đời của một cầu thủ như Cristiano Ronaldo khó khăn hơn nhiều so với Messi vì siêu sao Bồ Đào Nha phải khổ luyện nhiều hơn. Mourinho từng dẫn Real Madrid thời 2010 đến 2013, đối đầu Barca và Lionel Messi 17 trận trên mọi đấu trường. Thông số đối đầu của Barca nhìn hơn thời này, với 6 trận thắng, 6 hòa và 5 thua. Trước thời ở Real Mourinho còn từng dẫn Chelsea và Inter gặp Barca và Messi. Nhưng trong 10 năm qua, ông chưa đối mặt Messi ở các trận chính thức. Mourinho còn nói rằng ông từng muốn chiêu mộ tiền vệ Daniel Gerossi về Inter và Real Madrid hay Francisco Totti về Inter. Khi được hỏi về kỷ niệm buồn nhất sự nghiệp, ông nói về hai lần bị loại ở bán kết Champions League trên loạt đá luân lưu và thất bại ở chung kết Europa League vì trọng tài không muốn chúng tôi thắng. Morinho từng dẫn Chelsea thua Liverpool trên loạt đá luân lưu, bán kết năm 2007. Năm năm sau, Ryan cũng thua Bayern ở loạt đá luân lưu, hụt xuất vào chung kết. Mourinho từng vô địch Champions League với Porto và Inter, nhưng không thể đăng quang với Chelsea hay Ryan.